Du học nước ngoài chỉ dành cho con nhà đại gia. Du học nước ngoài chỉ dành cho những bạn mà có thành tích học tập xuất sắc với học bổng toàn phần 100%. Nếu như mình chỉ có học lực khá, gia đình không phải gia đình đại gia thì có thể du học nước ngoài được hay không? Làm cách nào để có thể du học nước ngoài tự túc được? Làm cách nào để mình có thể biến giấc mơ du học nước ngoài trở thành hiện thực khi mà mình chỉ có học lực khá? Gia đình mình là gia đình đến từ nông thôn, không phải gia đình đại gia. Well, bạn vẫn hoàn toàn có thể tự túc du học nước ngoài ngay cả khi mà bạn có học lực khá và gia đình bạn không phải gia đình đại gia. Chào các bạn, mình là Loan, một cựu du học sinh thạc sĩ MBA tại Singapore. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại Singapore được hơn 7 năm rồi. Cách đây 7 năm thì mình cũng có exactly những cái câu hỏi tương tự như này. Bởi vì sau khi tốt nghiệp trường đại học ngoại thương thì mình chỉ có học lực khá. Và gia đình mình thì cũng không phải gia đình có điều kiện, vì mình xuất thân 100% ở nông thôn và bố mẹ mình, gia đình mình 100% là làm nghề nông. Cho nên để có được một cái số tiền mà để đi du học được nước ngoài thì là một con số không bao giờ gia đình mình có thể cung cấp được. Học lực thì cũng rất là lẹt đẹt. Vậy làm cách nào mình có thể đi du học nước ngoài? Mình thì vốn xuất thân từ miền quê ở Bắc Giang. Gia đình mình thì là 100% thuần nông. Bố mẹ mình làm hơn một mẫu ruộng mà chỉ cấy lúa. Nếu mà các bạn nào mà ở quê ấy, thì các bạn sẽ biết là hơn một mẫu ruộng nó sẽ tương đương là bao nhiêu sào. Điều kiện gia đình nhà mình chỉ đủ để sống và cũng một phần là cung cấp được cho mình học đại học tại Việt Nam. Còn nếu mà để đi du học nước ngoài thì là một con số gia đình mình không có thể đáp ứng được. Về học lực, mình chỉ có học lực khá thôi. Mình không hiểu vì sao nhá. Từ lúc mà mình học cấp 2, cấp 3 và kể cả đại học tại Việt Nam, mình chỉ có học lực khá. Vì là mình chỉ có giỏi một số môn, và giỏi nhất của mình đó là môn tiếng Anh. Còn lại là các môn toán lý hóa là mình không có điểm mạnh. Cho nên là khi mà học lực không đều như vậy là cuối năm, cuối mỗi cấp là mình chỉ có được học lực khá thôi. Kể cả lên đại học mình cũng chỉ có học lực khá. Với một cái bảng điểm lẹt đẹt như vậy thì mình không có cơ hội xin được học bổng. Tuy nhiên là mình vẫn luôn ấp ủ cái giấc mơ là đi du học nước ngoài. Cái thời điểm mà cuối năm đại học đó, mình cũng đã thử sức đi apply một số các cái học bổng. Tuy nhiên là mình thậm chí là còn không nhận được bất cứ các cái email phản hồi nha, hay là được gọi đi phỏng vấn học bổng của bất cứ đơn vị trường học nào. Tuy nhiên là mình vẫn đau đáu là mình vẫn thực sự rất muốn đi du học. Và sau khi mà tốt nghiệp ra trường thì mình đi làm, mình đã đi làm khoảng 5 năm tại Việt Nam. Khi mà mình đã đi làm 5 năm, mình đã tích cóp được một cái số tiền và mình thấy là ok, với cái mức kinh tế mà mình tự kiếm được sau 5 năm đi làm như thế này là mình thấy là mình có đủ cái khả năng để chi trả cho việc đi du học nước ngoài. Thì khi đó là cái ước mơ của mình nó lại trỗi dậy sau 5 năm các bạn ạ. Sau 5 năm thì cái ước mơ, cái giấc mơ đi du học của mình nó lại trỗi dậy khi mà mình đã tự kiếm được một cái số tiền và tự có được một cái mức kinh tế nhất định. Và Singapore là cái quốc gia mà mình lựa chọn vì mình thấy là có cái chương trình học, cái học phí nó phù hợp với cái tài chính của mình. Và thứ hai nữa là nó cũng là khá là gần tại Việt Nam. Thì đấy là cái giấc mơ của mình sau 5 năm khi mà mình tốt nghiệp đại học, là mình mới bắt đầu có thể là thực hiện được cái giấc mơ du học của mình. Vì là mình học ở sinh, mình học cái trường tư cho nên không hề có học bổng nào. À, mình đâu đó mình được 20% học bổng. Và mình là một trong hai bạn, một mình và một bạn người Thái Lan là được 20% của học bổng của cái khóa đấy. Thứ nhất là vì sao là mình không chọn cái phương án đó là apply học bổng toàn phần, thì để có thể hỗ trợ được cái phần chi phí học phí của mình. Thì well, như các bạn cũng biết đấy, cái profile học tập của mình nó không được đẹp cho lắm. Cái bảng điểm của mình nó rất là xấu. Một phần cái lý do là khi mà mình mới từ quê lên Hà Nội á, là mình chỉ tập trung vào kiếm tiền thôi. Mình không hiểu vì sao cái hồi đấy là mình rất thích đi kiếm tiền. Mình đi dịch này, rồi mình đi làm gia sư. Thậm chí là một số các cái môn học mình còn bỏ cả lịch thi và mình còn phải học lại tại trường đại học cơ. Cho nên là cái bảng điểm của mình nó rất là thấp. Với thứ hai nữa là cái thời điểm đó nó, cái phong trào du học nó chưa được mạnh. Cho nên là mình cũng chưa có cái đầu óc là phải làm sao có cái bảng điểm thật tốt để mình có thể xin được học bổng toàn phần. Mãi từ năm cuối của đại học thì lúc đó là mình mới có cái ý định nhen nhóm về cái kế hoạch đi du học. Nhưng tuy nhiên là lúc đấy cái bảng điểm của mình nó đã quá thấp rồi. Và mình nghĩ là cứu nguy không, sẽ không cứu được. Cho nên là mình cũng có apply một số các cái đơn vị trường học để apply học bổng toàn phần, nhưng mà mình đều bị fail. Mình thậm chí còn không nhận được cái email phản hồi nào từ họ cơ. Cho nên dựa vào cái năng lực và cái thành tích thì mình đã bị fail ngay từ ban đầu. Bởi vì mình không có cái định hướng từ ban đầu. Như các bạn cũng biết đấy, cái thời điểm mình học đại học đó là khoảng năm 2008. Cái thời điểm đó là cái nhu cầu, cái phong trào đi du học nó chưa mạnh. Mình nhớ là cả lớp của mình nha, cái lớp cấp 3 của mình chỉ có một bạn duy nhất là đi du học Úc, vì gia đình bạn có điều kiện rất là giàu. Và một bạn thứ hai ở đại học của mình học hết năm học
đại học đầu tiên là bạn đi du học năm thứ hai sang New Zealand, thì đấy là hai cái trường hợp mà gần mình nhất là mình biết là các bạn đi du học vì gia đình của các bạn có điều kiện rất là tốt. Còn mình thì lúc đấy là mình cũng chưa có cái ý định gì, mãi đến năm cuối thì lúc đó là đã quá muộn rồi, vì cái bảng điểm của mình từ năm 1 đến năm 3 nó rất là lẹt đẹt, nó chỉ đủ điểm để được bằng khá thôi, mà cái bằng khá này thì sẽ không thể cạnh tranh được. Đó là cái lý do vì sao là mình cũng đã có thử sức, tuy nhiên là nó không thành công. Còn cái phương án nhờ gia đình hỗ trợ để đi du học với cái giấc mơ của mình hoàn toàn không khả thi, vì gia đình mình thậm chí là vì gia đình mình là không có được cái mức kinh tế đủ lớn để có thể cho mình đi du học tự túc được như vậy. Và đó là cái lý do vì sao là mình chọn cái bước này đi đường vòng hơn một xíu, đó là mình tốt nghiệp xong mình đi làm 5 năm, mình kiếm đủ cái phần kinh tế tiết kiệm của mình rồi mình quyết định đi du học trở lại. Và đó là cái lý do mà một số bạn của mình thời điểm đó cũng hỏi mình, well, bỏ một cái số tiền lớn ra như vậy, dành tất cả tiền tiết kiệm của mình ra như vậy để đi du học, sau này khi mà tốt nghiệp ra trường không xin được việc nào làm tại Singapore, về Việt Nam làm thì cái mức lương ở Việt Nam bao giờ để gỡ được cái phần vốn như vậy. Và thực ra cái phần này thì mình đồng ý với cái quan điểm đi du học không chắc chắn là bạn sẽ kiếm được cái công việc sau khi tốt nghiệp nhé. Bởi vì theo mình biết không chỉ ở Singapore mà tại Úc hay một số các quốc gia khác, hiện tại là họ đang ngày càng hạn chế sinh viên nước ngoài tìm được cái công việc sau khi mà tốt nghiệp ra trường. Họ có những chính sách quy định rất là chặt, ngày càng chặt, cho nên là việc sinh viên nước ngoài du học và tốt nghiệp xong đảm bảo được việc làm không chắc chắn. Cái thời điểm mà mình quyết định đi du học và mình quyết định là dành hết toàn bộ cái số tiền tiết kiệm của mình để đi du học thì lúc đó là mình cũng không hiểu vì sao là mình cũng không có cái ý định là sẽ ở lại Singapore làm việc đâu. Tuy nhiên là học hết một cái kỳ 1 tại Singapore thì lúc đó là cái ý định phải ở lại Singapore làm việc của mình nó mới nhen nhóm bắt đầu. Và khi mà mình đã có cái ý định rồi thì sau khi cái kỳ 1 kết thúc là mình đã bắt đầu apply tìm việc tại Singapore rồi. Và đó là cái phần mà mình thực sự là muốn làm việc tại Singapore, và mình đã có một cái kế hoạch hành động từ rất là sớm để sau khi mà mình tốt nghiệp là mình có được việc luôn và mình không phải về Việt Nam là như vậy. Và đôi khi là mình thấy là cái kế hoạch ban đầu của mình nó có thể là thay đổi sau khi mà các bạn đã đi rồi, cho nên là mình nghĩ là thực sự là mình phải dấn thân vào thì mình mới biết là mình nên đi cái hướng như nào, thay vì là mình đứng ngoài cuộc và mình không bắt đầu. Nếu mà mình không bắt đầu thì nó sẽ luôn luôn là không bao giờ xảy ra cả. Cho nên mình thấy là nếu mà thực sự các bạn có cái mong ước hay là có cái mong muốn là đi du học thì các bạn hãy thực sự là theo đuổi nó đến cùng, thì mình nghĩ là sẽ có các cái cách để các bạn có thể đi du học được, kể cả các bạn không có học lực giỏi và kể cả gia đình của các bạn không phải gia đình đại gia. Và tới bây giờ là sau 7 năm từ cái thời điểm mà mình quyết định đi du học Singapore đến tận bây giờ thì mình vẫn luôn luôn cảm thấy là cái quyết định cách đây 7 năm của mình là một trong những cái quyết định sáng suốt trong cái cuộc đời của mình, vì nó thực sự giúp mình thay đổi rất nhiều, không chỉ là trong cái kinh nghiệm làm việc, trong cái mindset, cái lối suy nghĩ của mình, cũng như là trong cái cách, cái bước của mình khi mà mình tiến hành các cái sự nghiệp của mình tại đây. Đó chỉ là về cái con đường đi của mình thôi. Mình thấy là cái con đường đi của mình nó thực sự là mất thời gian dài hơn rất nhiều so với cái con đường bình thường. Bởi vì mình biết ví dụ nếu như các bạn nào mà có học lực giỏi thì có thể là sau khi tốt nghiệp đại học là các bạn có thể apply học bổng đi học thạc sĩ luôn, hoặc những bạn học giỏi mà thậm chí có thể apply đi du học toàn phần từ cấp 3 được luôn, thì con đường của các bạn nó sẽ rất ngắn. Tuy nhiên với những người mà nó không có đáp ứng được đầy đủ hội tụ hết các cái yếu tố như vậy thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể đi được đến đích. Tất nhiên là cái quãng đường, cái con đường đi của các bạn nó sẽ dài hơn. Tuy nhiên là mình hoàn toàn mình rất là happy với cái quyết định cũng như là với cái journey, với cái con đường của mình, mặc dù nó kéo dài hơn so với những người bình thường. Tuy nhiên là mình enjoy cái process và mình thích là toàn bộ những cái quá trình đó. Mình thực sự đã là rất nỗ lực và thực sự là mình đã làm để cái kế hoạch của mình nó thành công, mặc dù là mình đã phải đợi 5 năm để cho cái kế hoạch đó thành công. Nhưng mình nghĩ cái quan trọng nhất đó là mình không từ bỏ, vì mình nghĩ là khi mà các bạn thực sự đau đáu, các bạn thích về một làm một cái thực hiện một cái điều gì đó, thì mình nghĩ là nếu các bạn thực sự quyết tâm thì vũ trụ sẽ đưa cho các bạn cái câu trả lời. Vũ trụ sẽ nghe thấy cái quyết tâm của bạn và đưa cho các bạn cái câu trả lời phù hợp. Mình biết là du học nó sẽ chỉ là một cái phần của cái journey thôi. Du học nó không có khẳng định là các bạn sẽ thành công sau này. Tuy nhiên mình nghĩ nó là cái trải nghiệm của tuổi trẻ. Đó là cái lý do vì sao mình sẵn sàng mình dành hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình sau khi mà mình đi làm được 5 năm để mình cho cái trải nghiệm của tuổi trẻ này. Bởi vì như các bạn biết đấy, tuổi trẻ sẽ không có lần thứ hai đâu. Sau khi mà các bạn đã qua cái ngưỡng 30 tuổi rồi thì các bạn sẽ ước là cái lúc mà thời điểm 20 tuổi của các bạn là các bạn đã làm cái này, các bạn đã làm cái kia. Cho nên mình nghĩ nếu như các bạn thực sự có cái đam mê hoặc các bạn thực sự muốn thì các bạn hãy thực hiện luôn. Rồi sau khi mà tốt nghiệp ra trường thì cũng sẽ có rất nhiều các cái phần mà các bạn sẽ cần phải làm để các bạn thực
thực sự muốn trụ lại tại cái quốc gia mà các bạn du học thì nó cũng sẽ là một cái nỗ lực tiếp theo của một cái con đường tiếp theo. Tuy nhiên mình nghĩ là khi mà các bạn đã có nỗ lực và các bạn có một cái bản kế hoạch hành động tương ứng thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể làm được. Theo mình biết thì cũng có rất nhiều bạn sau khi đi du học nước ngoài về, các bạn về Việt Nam và các bạn vẫn có được cái sự nghiệp rất là phát triển, hoặc các bạn start up một số các cái lĩnh vực mới mà tại Việt Nam không có mà các bạn ấy học hỏi được từ quốc gia nước ngoài. Thì mình nghĩ là cái này nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái định hướng cũng như cái mục tiêu. Có người sẽ chọn ở lại quốc gia các bạn du học, ví dụ như mình cũng có người sẽ chọn trở lại về quê hương phát triển. Thì mình nghĩ cái này nó sẽ tùy quyết định hay cũng như là cái mong muốn của mỗi người thôi. Và cái du học nó sẽ chỉ là một trong những cái con đường để dẫn các bạn tới đích. Có rất nhiều bạn học tại Việt Nam không đi du học nhưng vẫn rất là thành công. Cho nên cái này mình nghĩ nó sẽ tùy case by case. Không phải đi du học mới có thể giúp các bạn thành công, mà cũng không phải là ở Việt Nam thì các bạn không thể thành công được. Mà cái này nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái sự cố gắng, nỗ lực. Tuy nhiên là mình vẫn muốn là có một cái trải nghiệm khi mà mình ở Việt Nam, và mình muốn là explore thế giới bên ngoài như thế nào. Thì mình thấy là cái du học là một trong những cái con đường có thể giúp các bạn explore, vừa giúp các bạn mở mang, khai phá cái thế giới bên ngoài, cũng như là vừa giúp các bạn cung cấp thêm được các cái kiến thức mới mà các bạn không có được khi mà các bạn học tại Việt Nam. Thì đây chỉ là cái phần chia sẻ về cái kinh nghiệm của mình thôi. Nó cũng chỉ là đúng với cái thực tế của cá nhân mình, với cái con đường mà mình lựa chọn. Có rất nhiều các cái con đường khác nhau, và các bạn hoàn toàn lựa chọn theo cái con đường cũng như là theo cái mong muốn của các bạn. Hy vọng là cái thông tin mà mình chia sẻ nó sẽ hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay, bổ ích, các bạn hãy giúp mình like video này và subscribe, đăng ký thêm kênh YouTube Xê Dịch Singapore để ủng hộ thêm cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye for now.